Theo cáo trạng của vụ án nêu rõ, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 22 giờ ngày 7 tháng 5 năm 2019, Bế Văn Núi đã cầm dao loại dao thái chuối đến nhà anh Bế Văn Tú 1994, trú tại xóm Lũng Mi, xã Hồng Quang, huyện Quảng Uyên, chém một phát vào vùng đầu, cổ bên trái của anh Tú, gây thương tích nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 99%. Quá trình điều tra xác định, chỉ vì Núi nghi ngờ không có căn cứ về việc Tú có quan hệ tình cảm lén lút với vợ của mình và lấy trộm cánh cửa gỗ cùng với việc bực tức về việc bị Tú chặn xe, nên Núi đã dùng dao chém vào vùng đầu và cổ gây nên thương tích nặng cho anh Tú. Hành vi phạm tội của bị cáo Núi là sự coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe của người khác, thể hiện tính chất côn đồ. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bế Văn Núi mức án 20 năm tù giam.